Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Xin chào cả nhà, hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ và phân tích với cả nhà một video hiện là đang có cái sức ảnh hưởng và gây bức xúc trên mạng xã hội rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thì đối với cái nội dung của video này là việc có một cô gái 20 tuổi, là cô này là tiếp viên cà phê, và bị chủ quán ép buộc để kích dục trong quán cà phê. Và cô ấy không thực hiện thì bị chủ quán cũng như các thành viên trong quán là đánh đập và gây thương tích rất nặng, khiến cho cô phải nhập viện. Thì đối với cái vụ án này, tôi sẽ phân tích về mặt pháp lý để cho mọi người hiểu về pháp luật, về pháp lý và hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào. Qua đó thì tôi sẽ có những lời khuyên cũng như hướng xử lý cho những ai đang đã và có thể rơi vào những cái vướng mắc, những cái vấn đề, những cái hoàn cảnh như cô gái 20 tuổi này. Thì tất nhiên thì không ai mong muốn đó, bản thân chúng ta hay người thân chúng ta vướng vào những cái hoàn cảnh như cô gái 20 tuổi này. Nhưng trong cuộc đời của chúng ta đấy, không thể nào chúng ta có thể lường trước được hoặc là tránh được những cái mối nguy hại mà do xã hội chúng ta gây ra. Cho nên chúng ta phải trang bị những cái kỹ năng đấy, những cái kiến thức để bảo vệ bản thân chúng ta, bảo vệ người thân của chúng ta trước. Ok, bắt đầu thôi. Thì như các bạn cũng đã thấy thì chúng ta vừa xem video thì chúng ta cũng đã thấy là quanh người cô gái này có hàng trăm, đúng không ạ, hàng trăm hàng ngàn những cái vết thương khắp cơ thể của cô, đúng không ạ? Đấy, và tôi thấy rằng là những cái vết thương này là đang còn bưng mủ, đúng không ạ, chưa lành hẳn đấy. Đấy, thì có cả những cái vết thương mới và vết thương cũ này. Rồi, như vậy là những cái vết thương ở đây là đầy từ trên đầu cho xuống tới cả ngón chân cả nhà. Đấy, đúng không ạ? Đấy, như vậy thì tôi thấy rằng là điều đó thì qua những cái vết thương như vậy thì chúng ta cũng đã chứng minh được, đúng không ạ, là cô gái này bị hành hạ rất là nhiều lần. Đấy, không chỉ là hành hạ một lần mà đã gây rất nhiều lần và tổn thương rất nhiều, và chắc chắn là cô gái này là phải chịu đựng đấy những cái nỗi nhục, nỗi khổ và đau đớn rất nhiều, đúng không ạ? Rồi, tôi nghĩ rằng thì đây là những cái vết thương, đúng không ạ, do những cái vũ khí như là chích bằng cái roi điện này. Đấy, nó đã làm cháy cái vết thương của cô gái, đúng không ạ? Đó, và gây ra những cái hiện tượng lở loét, tôi cảm giác là rất là kinh khủng. Thì cô gái 20 tuổi này là quê ở Tây Ninh cả nhà. Đấy, cô ấy lên Đồng Nai để kiếm việc làm. Đấy, và cũng đã được nhận vào làm ở một cái quán cà phê trên địa bàn của thành phố Biên Hòa. Thì theo lời khai của cô gái thì khoảng 6 tháng trước đây đấy, là cô được một anh xe ôm, đúng không ạ, đấy, là có giới thiệu vào làm một cái quán cà phê ở trên đường là Bùi Văn Hòa, phường Long Bình. Đấy, thì lúc vào làm, chủ quán chỉ nói là với công việc là cô chỉ bán cà phê. Đấy, nhưng sau khi vào làm thì là chủ quán bắt cô phải kích dục và bán dâm cho khách. Đấy, mỗi lần như vậy á, là nếu trong trường hợp mà cô gái này không làm thì là bị vợ chồng đấy cũng như nhân viên trong quán là đánh đập, đúng không ạ, dùng các cái vũ khí như roi sắt, mũ bảo hiểm, những cái roi điện để chích vào người cô gái. Đấy, và cô gái đã chịu đựng rất nhiều lần, đúng không ạ, và cô gái đã chịu đựng không nổi cho nên là đã bỏ trốn vào tối ngày 12 tháng 3 đấy vừa qua. Thì chủ quán là đã dùng đấy những cái vật là những cái vũ khí nguy hiểm như là roi sắt, đúng không ạ, đánh ngất xỉu đấy đối với cô gái này, và cô gái sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Trước khi vào chia sẻ về mặt pháp luật thì tôi sẽ dành ra những lời khuyên đấy cho các bạn trẻ cũng như những cô gái ở dưới miền quê lên thành phố kiếm việc làm. Thì như các bạn cũng đã biết thì ở quê đấy, các cái vùng miền quê thì những cô gái mới lớn chất phát đấy không am hiểu cũng như là không có những cái kỹ năng đấy là phát hiện ra những cái vấn đề vấn nạn ở trên thành phố, mà biết đâu được thì họ sẽ gặp vào những cái trường hợp như cái cô gái 20 tuổi mà chúng ta vừa phân tích ở trên. Thì tôi xin dành ra một vài lời khuyên để cho bản thân những cô gái này cũng như là
con em chúng ta đấy, để chúng ta bảo vệ cho người thân của chúng ta. Rồi thứ nhất thì chúng ta là không nên là nghe những cái lời giới thiệu của những người xe ôm ở bến xe. Một mặt thì họ là những xe ôm đấy, nhưng mặt khác thì họ là những cò môi giới đấy cho những cái chủ quán như quán cà phê, quán massage đã về kinh dục, về coi như là về kinh dục, về mua bán dâm. Thì như các bạn cũng đã biết thì báo chí đấy, các thông tin ở trên TV báo chí đưa rất là nhiều về trường hợp này. Thứ hai thì chúng ta không nên nghe những cái lời ngon ngọt du dụ ở trên mạng đấy. Ví dụ như trên mạng có những cái lời, có những cái quảng cáo về những công việc lương cao, và các bạn phải chú ý như thế này. Có một cái câu nói mà tôi thấy rất là thấm thía, đó là miếng phô mát miễn phí thì chỉ có ở trên bảy chuột, đúng không ạ? Đấy. Đấy, trên đời này thì không có cái việc gì nó cũng có một cái việc nào nhẹ nhàng mà lương cao, đúng không ạ? Đấy, khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta cũng không nghĩ đến những cái việc hưởng thụ, những cái việc mà chúng ta không làm vất vả, đúng không ạ, mà lại kiếm được lương cao là cái chuyện không có, đúng không ạ? Rồi thứ ba, khi đến nơi làm được giới thiệu thì chúng ta phải quan sát xem xét thật kỹ nơi đó là có gì khác lạ hay không. Nếu có thì chúng ta phải từ chối ngay và chúng ta phải rời khỏi đó ngay lập tức. Tôi đặt ví dụ như quán cà phê bình thường, đúng không ạ, thì chúng ta cũng thấy là nó rất là thoáng đãng, đó có đèn đóm, có khung cảnh rất là đẹp, đúng không ạ, và khách khứa đấy có cả nam cả nữ rất là lịch sự. Còn trong trường hợp mà có những cái quán cà phê như là quán cà phê kích dục, đúng không ạ, hay là quán massage đấy, thì chúng ta cũng thấy là các cái quán này đấy, nhất là cái quán cà phê đấy mà kinh dục, đúng không ạ, thì đây là một trong những cái quán cảm thấy nó rất là u tối, đúng không ạ. Đấy, có những cái góc nhìn khuất so với thế giới bên ngoài đấy, nhằm mục đích là tránh cái nhìn đấy của bên ngoài vào cái quán cà phê này. Cho nên là các cái khách hàng ở đây á, thì chủ yếu là những cái khách hàng là những người đàn ông, đúng không ạ? Đấy, và hơn nữa các tiếp viên ở đây thì ăn mặc rất là phản cảm. Cho nên chúng ta phải có những kỹ năng đấy, biết đâu là nguy hiểm, biết đâu là tốt để chúng ta nhận làm hay là không làm nhé. Rồi tiếp theo thì điều thứ tư là nếu mà chúng ta đã lỡ, đúng không ạ, rơi vào những cái nguy hiểm như cái cô gái 20 tuổi mà tôi vừa nêu trên đấy, thì chúng ta phải nhanh chóng tìm cách nào đó, đúng không ạ, liên lạc ra bên ngoài đấy để giải cứu chúng ta. Như là chúng ta phải nắm được các cái điện thoại, số điện thoại của người thân đấy, để chúng ta có thể liên hệ với người thân, bạn bè, đúng không ạ, để cứu giúp cho chúng ta. Hoặc thậm chí thì chúng ta sẽ biết được là cái đường dây nóng là công an 113, đúng không ạ, để chúng ta gọi điện nhờ giải cứu. Rồi ok, thì chúng ta sẽ vào phân tích mổ xẻ vụ án dưới góc độ về mặt pháp lý để chúng ta xem xét kết cục, đúng không ạ, và mức án nào là cái mức án dành cho cái chủ quán cùng với đồng bọn đấy đã có những cái hành vi đối với cô gái 20 tuổi sẽ phải đối diện với pháp luật như thế nào. Đấy, thì đối với hành vi của chủ quán cùng như đồng bọn, về mặt thứ nhất là đối với cái tội là tội gây thương tích, đúng không ạ? Gây thương tích thì như mọi người đã nhìn qua cái video đấy, mà những cái vết thương của cô gái thì nó quá rõ ràng rồi, đúng không ạ? Đấy, dựa vào lời khai của bị hại là cô gái đấy, và các cái giám định tỷ lệ thương tật của bệnh viện đấy, và các cái dụng cụ mà cơ quan điều tra đấy đã thu giữ được, đúng không ạ, ở quán cà phê như là tiếp sắt này, sợi dây điện, roi điện tự chế đấy, thì như vậy là hoàn toàn đủ yếu tố, đúng không ạ, đủ các cái hành vi yếu tố đấy để khởi tố tên chủ quán với đồng bọn là đối với cái tội danh là cố ý gây thương tích đấy. Thì cái tội này được quy định tại điều 134 của bộ luật hình sự đấy, có quy định. Thì điều đặc biệt đối với đối tượng này thì theo tôi nhận định thì sẽ có thể là ít nhất là phải khởi tố ở khoản 3 của điều luật là 134 đối với cái tội mà cố ý gây thương tích. Thì đối với cái tội này và ở cái khoản này thì mức khung hình phạt đấy có thể là từ 5 đến 10 năm tù. Vì như vậy thì chúng ta để phân tích là thứ nhất
là ở cái tỷ lệ thương tật của nạn nhân. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng thấy đúng không ạ, là vết thương của cô này khắp cả cơ thể và có thể xác định là không thể nào mà thấp hơn là 30% được, đúng không ạ? Đấy, cô gái này cũng đã được chẩn đoán là đa chấn thương đấy, như là dập lách, dập phổi đúng không ạ, đấy, tràn ngập phổi và gãy xương sườn đấy, và chấn thương ở cổ. Thì như vậy là cái vết thương rất nhiều, đúng không ạ? Rồi thứ hai nữa thì tên chủ quán này cùng với đồng bọn đã dùng những cái loại vũ khí mà cho rằng là rất là nguy hiểm đấy, như là tiếp sắt này, sợi dây điện đúng không ạ, roi điện tự chế đấy, và gây thương tích rất nặng cho nạn nhân. Như vậy thì theo quy định của pháp luật là những cái vũ khí mà đối tượng này cùng với đồng bọn đã sử dụng để gây thương tích cho cô gái thì là được quy định là dùng những cái vũ khí này là vũ khí nguy hiểm đấy, có thể là sát thương cao cho người khác, và nhất là như mọi người cũng thấy ở cô gái này đúng không ạ, có những vết thương rất là kinh khủng. Vì vậy thì hoàn toàn là đủ cơ sở để khởi tố đấy, tên chủ quán với các cái tội danh như là gây thương tích đúng không ạ, ít nhất là phải nằm ở khoản 3 điều 134 đấy, khung hình phạt thì tôi đã nói chia sẻ là từ 5 đến 10 năm tù đúng không ạ. Nếu trong trường hợp mà tỷ lệ thương tật của cái cô gái này mà nhiều hơn đúng không ạ, thì có thể là tên chủ quán cùng với đồng bọn có thể là bị khởi tố cũng như truy tố ở cái khoản 4 của điều này là 134 đấy, thì có thể là mức án là có thể tới 14 năm tù đấy. Thì như vậy thì chúng ta có những cái câu hỏi đúng không ạ, xoay quanh cái vụ án này đấy, để đặt câu hỏi cho luật sư. Thì tôi cũng chia sẻ ra những cái câu hỏi và những cái thắc mắc mà tất cả cả nhà chúng ta đang cần được giải đáp. Thì câu hỏi số thứ nhất đó, thì cùng là một tội cố ý gây thương tích đấy, như vậy chỉ cần nạn nhân đấy, không yêu cầu khởi tố thì cơ quan công an sẽ không khởi tố, phải không luật sư? Đấy thì như vậy đối với cái câu hỏi này thì chúng ta phải hiểu như thế này. Căn cứ theo điều 155 của Bộ luật tố tụng hình sự đấy, có quy định về những cái tội danh mà khởi tố theo cái yêu cầu của bị hại. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là các cơ quan chức năng đấy, ấy là khởi tố khi và chỉ khi là bị hại yêu cầu, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên thì cũng tại điều 155 của Bộ luật tố tụng có quy định là những cái việc mà cơ quan công an khởi tố theo cái đơn khiếu nại, đơn tố cáo của bị hại đấy, thì nó nằm vào ở cái khung hình phạt là ở khoản 1 của điều 134, mọi người phải chú ý như vậy đấy. Thì nghĩa là nếu trong trường hợp thương tích đó của bị hại có thể rơi vào khoản 1 đấy, ở cái tỷ lệ thương tật là khoảng từ 11% đến dưới 30% hoặc là dưới 11%, nhưng thuộc trong các cái trường hợp mà được liệt kê ở trên, và nhất là có cái khung hình phạt như là nhẹ đấy, khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, thì cơ quan chức năng sẽ khởi tố theo cái yêu cầu của bị hại đấy. Còn nếu không thuộc vào khoản 1 nhá, mọi người phải nhớ, nếu trong trường hợp mà không thuộc vào khoản 1, không rơi vào đúng không ạ, không rơi vào các cái hành vi mà tôi đã phân tích ở khoản 1 đấy, thì chắc chắn đấy, vụ án phải được khởi tố theo quy định của pháp luật đấy. Thì như mọi người cũng phải biết là trong trường hợp là quy định ở điều 155 đấy, là tôi chỉ điểm là ở điều 134, nghĩa là công an cơ quan có thẩm quyền chỉ khởi tố vụ án trong trường hợp là nằm ở khoản 1 thôi, còn trong trường hợp mà từ khoản 2 trở lên ở cái điều luật này, thì chắc chắn là nếu trong trường hợp bị hại có làm đơn bãi nại hoặc là không yêu cầu khởi tố thì bắt buộc cơ quan tiến hành tố tụng cũng phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để giải quyết đó, là trong trường hợp này đấy. Đối với câu hỏi thứ hai thì mọi người thường đặt câu hỏi cho luật sư trong những trường hợp như thế này là những đồng bọn đấy đúng không ạ, đấy, những cái đồng phạm cùng với tên chủ quán đấy là cùng nhau là có cái hành vi gây thương tích cho cô gái 20 tuổi này thì sẽ bị xử lý như thế nào, đúng không ạ? Rồi thì trong cái trường hợp này mọi người phải hiểu như thế này, việc bắt giữ tên chủ quán đúng không ạ, vì tên chủ quán này là đóng cái vai trò hết sức quan trọng trong cái vụ án đó, không có nghĩa là chỉ tên chủ quán dính líu
đấy đến cái vụ việc này, đúng không ạ? Sau khi đúng không ạ, cô gái khỏe lại hoặc là cơ quan công an sẽ lấy lời khai cũng như quá trình điều tra để từ đó xác minh những người có liên quan trong cái vụ án này. Thì tất cả những ai là có tham gia vào cái vụ việc là như đánh đập bạo hành nữ tiếp viên cà phê này, đúng không ạ? Đấy thì đều được xem là đồng phạm với tên chủ quán đấy, và sẽ bị khởi tố cũng như bị giải quyết như là tên chủ quán, đúng không ạ? Đấy. Rồi, ok, đối với câu hỏi thứ ba mà mọi người thường hay quan tâm thì theo quan điểm của một số người thì cho rằng hành vi man rờ của tên chủ quán cũng như là đồng bọn đấy có cái hành vi là giết người chứ không phải là cái hành vi gây thương tích trong trường hợp này, bởi lý do là mọi người cho rằng những cái vết thương của cô gái này là quá kinh khủng, quá man rờ, đúng không ạ? Đấy thì tôi sẽ phân tích về cái tội này để cho mọi người hiểu nhá. Thì qua cái thông tin trên báo chí cũng như công an thu thập được thì đối với cái hành vi của chủ quán cũng như đồng bọn thì nói thật sự với mọi người là theo quy định pháp luật nhá, chưa đủ để cấu thành cái tội giết người, đúng không ạ? Dù cho cái hành vi tên chủ quán có man rợ, đúng không ạ, cái hậu quả của cô gái là đã bị là đa chấn thương, tuy nhiên thì xét về cái động cơ đấy cũng như những cái tình tiết khách quan chủ quan trong cái vụ án, đúng không ạ, thì đối với là cái hành vi của tên chủ quán cùng với đồng bọn là chưa mong muốn cũng như là chưa muốn giết đối với cô gái này, mà chỉ có hành hạ ép buộc cô gái này, đánh đập cô gái này để là buộc cô gái này là bán dâm hoặc là kích dục cho khách thôi. Đấy thì đối với lời khuyên trong cuộc sống đối với cái vụ việc này thì chúng ta phải có những cái kỹ năng như thế này, là khi xảy ra những cái xích mích, đúng không ạ, trong cái cuộc sống của chúng ta đấy, nếu chúng ta có lỡ lầm mà chúng ta cũng không thể kiềm chế được, đúng không ạ, có những cái xích mích trong cuộc sống mà chúng ta không thể nào mà ngừng được, đúng không ạ, đấy thì chúng ta phải chú ý là chúng ta không được dùng các cái loại vũ khí nguy hiểm đấy để chúng ta có thể gây sát thương cho người khác, mà trong trường hợp mà chúng ta chỉ có gây sát thương bằng tay không của chúng ta, đúng không ạ, thì điều đầu tiên là chúng ta có thể là cũng không gây mức độ thương tích cho người khác là bằng những cái loại vũ khí, hoặc là trong quá trình xét xử vụ án, đúng không ạ, thì việc mà chúng ta dùng tay dùng chân đấy thì cũng không được quy kết vào là cái việc là phạm tội ở một cái mức độ nguy hiểm đấy, cho nên có thể là mức án của chúng ta nó nhẹ hơn đấy, cho nên chúng ta cũng phải lưu ý trong quá trình mà mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc là hành xử trong cuộc sống thì chúng ta không nên sử dụng các cái loại vũ khí nguy hiểm để chúng ta đánh đập hoặc chúng ta sát phạt nhau. Ok rồi, đối với tội thứ hai thì chúng ta phân tích là chủ quán kích dục này thì có cái phạm tội là chứa mại dâm hay là buôn bán mại dâm hay là không đấy. Thì theo cái thông tin báo chí có đưa tin trong thời gian vừa qua thì do là ông chủ quán này là gặp tình trạng kinh doanh là vắng khách nên là ông chủ quán cùng thống nhất với T đó là về cái việc là vừa bán cà phê đấy, giải khát cho khách mà vừa là kích dục cho khách nam giới đấy đó, để coi như là kiếm thêm thu nhập. Thì mỗi lần kích dục là khách chi trả là 150.000 và ông Diền là ông chủ quán đấy sẽ giữ lại là 50.000. Thì như vậy á, là cần phải xác định rằng là hành vi kích dục có được xem là hành vi bán dâm hay là không theo quy định của pháp luật đấy. Thì chúng ta phải xác định rằng là theo quy định của pháp luật thì cái tội mại dâm là cái hành vi giao cấu giữa người mua dâm và người bán dâm, được thể hiện là ở một cái mục đích là có cái sự giao cấu đấy và có cái sự trả tiền qua lại với nhau hoặc là một cái lợi ích vật chất nào khác đấy, nhằm mục đích là giữa người bán dâm với người mua dâm đấy. Còn cái hành vi kích dục bằng tay hoặc là bằng miệng cho khách đấy của các cái nữ tiếp viên trong quá cái quán cà phê được xảy ra trong thời gian vừa qua thì trong trường hợp này là cũng có cái hành vi là giao cấu giữa coi như là nhân viên với khách, cho nên trong trường hợp này thì chúng ta cũng xem xét là không có cái hành vi là hoạt động về mại dâm, đúng không ạ? Đấy. Vì không được xem là hoạt động mại dâm nên chủ quán cà phê này sẽ có thể là thoát được cái tội, đúng không ạ, là mua bán hoặc là môi giới đấy về mại dâm được quy định trong cái bộ luật hình sự, đúng không ạ? Rồi. Vậy thì chúng ta thắc mắc là về cái hành vi kích dục đó, đúng không ạ?
đấy của cái người chủ cũng như là những cái người đồng bọn đó thì sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật. Rồi thì căn cứ vào điểm A khoản 1 điều 20 của nghị định 178 năm 2014 của nghị định chính phủ đấy thì có quy định là các tổ chức để cá nhân đúng không, sử dụng việc là mua bán dâm đấy hoặc là các cái hoạt động về tình dục khác làm phương tiện để kinh doanh đấy, nhưng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như tôi đã phân tích ở trên thì sẽ bị xử phạt đó, về hành chính là phạt tiền từ là 15 triệu đến 20 triệu đồng. Rồi thì tuy nhiên thì theo quy định mà tôi đã phân tích ở trên thì các cái quán cà phê sử dụng nhân viên của mình như là ăn mặc ở hàng để câu khách đúng không ạ, thực hiện các cái hành vi kích dục đấy thì được coi là sử dụng các cái hoạt động đấy, về tình dục khác làm phương tiện để kinh doanh và cũng phải chịu về những cái hình thức xử lý hình phạt như là mua bán dâm đúng không ạ, là bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng như tôi phân tích ở trên. Thì theo tôi thì mức phạt và những cái chế tài đúng không ạ, như quy định pháp luật ở trên thì cho rằng mình chiếu theo đối với cái trường hợp như cô gái 20 tuổi này thì chưa hợp lý lắm đúng không ạ. Đấy, và tôi hy vọng những nhà làm luật đấy sẽ có những cái sự điều chỉnh đấy phù hợp đúng không ạ, bổ sung để có thể ngăn chặn những hành vi mà gây ra tác hại cho người dân chúng ta cũng như là như cô gái 20 tuổi đó đúng không ạ. Rồi có nhiều người thì hỏi tôi thì trong trường hợp ở cái tội thứ ba chúng ta sẽ phân tích đó là có cái dấu hiệu là mua bán người hay không thưa luật sư. Đấy thì chúng ta phải hiểu thế này, qua cái lời khai cũng như thông tin trong thời gian vừa qua là chúng ta có nắm được là qua cái lời khai của nữ nạn nhân 20 tuổi đấy thì cô xuống bến xe thì được cái ông xe ôm đúng không ạ chở tới quán cà phê đấy và cho rằng là đến đây thì tôi sẽ xin việc các cô đấy, được cái giới thiệu đến quán cà phê. Và sau khi mà cô đến cái quán cà phê đấy thì cô thấy cái quán cà phê đó là không phù hợp đúng không ạ, và cô ấy định bỏ đi thì chủ quán cà phê đã ngăn cản và nói rằng ông xe ôm đó đã bán cô cho tôi với giá là 2 triệu đồng, vì vậy cô phải ở lại để làm việc và trả nợ cho tôi đấy. Thì như vậy có thể xác định rằng đúng không ạ, đấy đối với cái hành vi mà giao người nhận tiền của cái anh xe ôm với chủ quán cà phê đấy, đấy thì chúng ta là biết rằng cái hành vi này là có cái dấu hiệu là tội mua bán người đúng không ạ. Đấy, rõ ràng là đã có cái sự này là chuyển giao người từ xe ôm đúng không ạ, từ cái người xe ôm đến là tiếp nhận là chủ quán, và ông xe ôm này được nhận một cái khoản tiền là 2 triệu đồng từ cái ông chủ quán đúng không ạ. Đấy thì như vậy là cái hành vi này có thể là có cái dấu hiệu về cái tội mua bán người được quy định tại điều 150 của Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định. Đó thì mức khung hình phạt của tội này là từ 5 đến 20 năm tù. Đây là một cái hồi chuông cảnh báo cho những ai mà làm nghề xe ôm. Đấy, vô tình cái hành vi của chúng ta, cái hành vi của những người xe ôm đó có thể tiếp tay cho những cái tội ác, những cái kẻ ác như chủ quán cà phê ở trên. Cho nên những người xe ôm phải nhớ là cảnh giác, hoặc là mình phải tránh đi những cái trường hợp là tiếp tay hoặc là vì một cái khoản lợi nhuận nào đó mà chúng ta đẩy những cái người vô tội vào những cái hoàn cảnh như cô gái. Cho nên mọi người phải chú ý. Để qua những cái vụ việc mà tôi đã phân tích về cái hình ảnh, về cái vụ việc, về những cái hành vi của chủ quán cũng như là cái sự việc mà cô gái này gặp phải, thì mong cho mọi người đấy phải tự trang bị cho mình những kiến thức để phòng vệ cho mình, tránh gặp những cái hoàn nạn như vậy. Còn đối với những chủ quán cà phê hoặc những người xe ôm thì cùng biết và lấy đây làm cho mình cái bài học và tránh xa có thể vướng vào vòng lao lý vì một cái khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ nào đó mà chúng ta lại đẩy một cái hoàn cảnh nào đó vào cái cảnh thương tâm cho cô gái 20 tuổi này, hoặc là chính bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, và vướng vào vòng lao lý và chúng ta có thể hối hận là đã quá muộn đúng không ạ. Rồi ok, Mai Tinh Lục, luật sư của mọi nhà. Xin chào, video này thì tôi cũng đã quay và phân tích vài ngày trước, cho nên đây không phải là phần live stream của tôi, cho nên những cái tương tác của mọi người, những cái câu hỏi của mọi người tôi không trực tiếp trả lời được, cho nên mọi người có thể để lại ở phần comment. Và cũng như thường lệ thì
tôi sẽ sắp xếp cái thời gian của mình vào tối thứ bảy tuần này thì chúng ta sẽ live stream và tương tác với nhau. Nếu mọi người có những thắc mắc thì chúng ta sẽ gặp vào tối thứ bảy này. Và tôi sẽ chào mừng cũng như mong muốn là được gặp mọi người trong tối thứ bảy tuần này để chúng ta cùng nói chuyện, cùng chia sẻ. Rồi, xin chào mọi người, xin chào. Mai Tiến Lục, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí.